Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 75. Chương 741, lời nói dối chân thực. 3. Đây mới là điều mà một thủ lĩnh nên làm. Lâm Huyền nhíu mày, nhìn Hoàng Tước, cô nói chuyện có cần phải khó nghe như vậy không? Hoàng Tước hừ nhẹ một tiếng. Cô thu ngón trỏ lại, một lần nữa đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu cười cười, tôi cũng rất muốn nói chuyện vui vẻ với cậu, chỉ là thời gian, thật sự có hạn. Tôi hy vọng lần này sau khi trở về từ vũ trụ, cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về chuyện hãy nhìn vào tấm gương nhiều hơn mà tôi nói với cậu. Không cần phải lần nào cũng không để ý đến lời tôi nói. Việc tôi có thể làm rất có hạn, cho dù có biết một số chuyện, nhưng cũng không thể thay đổi được cái gì. Cuối cùng vẫn cần phải nhờ vào chính bản thân cậu, Lâm Huyền, nhờ vào cậu đi thay đổi tất cả. Rõ ràng, đồng hồ điện tử vân vân nói, ngủ ngon. Lâm Huyền chống cằm, khuỷu tay đặt ở trên bàn sách, nhẹ giọng nói, vân vân. Buổi tối, ở ký túc xá, Hoàng Tước đang nói dối. Cô xoay người, dẫm lên đôi giày cao gót rời đi, dùng bóng lưng cho vẫy vẫy tay với Lâm Huyền, chắc chắn là có liên quan đến hạt thời gian và không gian, chuyện này là không cần phải bàn cãi. Trước đó tôi quả thực cho rằng, Hoàng Tước định lợi dụng Sở An Tình để hấp dẫn hạt thời gian và không gian, để bắt giữ chúng dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ xem ra, ý nghĩ này không đúng, ngược lại còn bị Hoàng Tước trào phúng tôi một phen. Nhưng mà cho dù tôi đã phân tích lâu như vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao phải lôi kéo Sở An Tình cùng đi lên vũ trụ, hoàn toàn không tìm ra được lý do hợp lý. Lâm Huyền cầm lấy một cái bút bên trong ống đựng bút, kẹp ở giữa ngón tay, chuyển động, lý do mà cô ấy dùng để giải thích vì sao đưa theo Sở An Tình lên vũ trụ, căn bản là không vững chắc. Cô ấy có mục đích của cô ấy, thậm chí nói. Từ đầu đến cuối mục đích của cô ấy chỉ có một, là bắt được hạt thời gian và không gian. Trước đó, khi tôi không thể vượt qua sự phong tỏa của Kevin Walker và không tìm thấy dấu vết của hắn ta, tôi đều thoải mái thừa nhận. Tôi luôn là đứa có sao nói vậy, thực lực hiện tại của tôi quả thực đã vượt xa Kevin Walker. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Nói đùa. Đồng hồ điện tử tức giận, nếu tôi đấu không lại Kevin Walker, tôi sẽ tự nguyện để cậu rút CPU của tôi xuống. Sao cô ta lại xúc phạm người khác như thế? Trí tuệ nhân tạo vô cùng lý trí và sẽ không bao giờ tự phụ và kiêu ngạo, nói cái gì thì chính là cái đó, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ khoác lác và giả bộ. Xin đấy, tôi vốn dĩ không phải là thủ lĩnh được chưa? Cô ta mới là tổng chỉ huy, nếu để cho tôi làm tổng chỉ huy, tôi liền cảm thấy chỉ cần mang theo cậu lên vũ trụ là xong. Xem ra, Hoàng Tước cũng không quá tin tưởng cậu, vân vân, có lẽ cô ấy lo cậu đấu không lại Kevin Walker. Lúc tôi mới sinh ra, tôi đã là siêu trí tuệ nhân tạo lợi hại nhất thời đại này, trải qua quá trình nửa năm đổi, mới thay đổi, tuy chưa dám nói là đạt tới hoàn mỹ, nhưng tôi tuyệt đối có thể khẳng định, ở thời đại này, không có bất kỳ người nào, bất kỳ thứ gì có thể làm gì tôi. Chẳng lẽ sự thật còn không nói cho cậu biết sao? Hắn tin Hoàng Tước không phải kẻ địch. Được rồi, không gây rối nữa, tôi tin tưởng cậu. Tôi tin tưởng ở thế kỷ 2024 này cậu là vô địch. Cậu tức giận ở đây làm gì? Cậu đi đến chỗ Hoàng Tước mà làm loạn ấy, trong phòng của cô ta không có đồng hồ điện tử sao? Đưa tay ngăn đồng hồ điện tử phát ra những âm thanh bén nhọn như móng tay cào vào bảng đen. Sau khi vân vân an tĩnh lại, Lâm Huyền khẽ thở dài một cái. Lâm Huyền che lỗ tai. Nhưng mà, người phụ nữ này có mục đích. Cô ấy đúng là vì tốt cho hắn. Chính hắn cũng rõ ràng, nhưng những người khác. Lâm Huyền luôn cảm giác Hoàng Tước sẽ không suy xét nhiều cho những người khác. Cô thừa nhận những lịch sử mà cô biết đã bị kết thúc. Còn cái này có lẽ là tương lai mà cô muốn thấy. Nếu cô ấy thực sự là một người du hành thời gian, thì mục đích du hành ngược thời gian của cô ấy nhất định là để thay đổi lịch sử, đảo ngược thất bại và thay đổi bi kịch mới đúng. Vì quỹ đạo lịch sử và sự phát triển trong tương lai đã thay đổi thành một thứ mà cô không biết và đi lệch khỏi con đường đã định trước là sẽ thất bại. Điều đó có nghĩa là mục tiêu của Hoàng Tước sắp đạt được. Và điểm mấu chốt có thể thực sự đảo ngược sự thành bại của lịch sử.
tất nhiên chính là hạt thời gian và không gian cực kỳ quan trọng kia. Những chuyện này, trước mắt đã không còn khó đoán, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là, từ đầu đến cuối Lâm Huyền vẫn không yên lòng. Hắn đoán không ra, vì sao nhất định phải mang theo Sở An Tình đi lên vũ trụ mới được. Chương 742, Người đứng đầu các vì sao, 1. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Bộp, Lâm Huyền dừng xoay bút, vứt nó sang một bên, chiếc bút mực chuẩn xác rơi vào trong ống đựng bút theo chiều thẳng đứng, hoàn thành một combo siêu đỉnh. Vân vân, hắn xoay người, nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, tôi muốn bàn giao cho cậu một việc. Là cái gì? Vân vân hỏi. Lâm Huyền dừng một chút, nhẹ nói, huống hồ, cậu và đám người Sở An Tình đều là đồng minh cùng ngồi trên một con máy bay vũ trụ. Ở trên độ cao 100 km trong bầu khí quyển, mấy người chính là châu chấu trên cùng một sợi thừng, cùng phải đối mặt với nguy hiểm giống nhau, sống thì cùng sống, mà chết thì cùng chết. Nhưng nếu nó thực sự phải trả giá bằng mạng sống của những người bạn đồng hành của tôi, thì tôi không sẵn lòng làm điều đó. Đặc biệt là hiện tại sự thật về Sở An Tình còn chưa rõ ràng, ý nghĩa của các hạt thời gian và không gian cũng chưa rõ ràng, Hoàng Tước lại đang nói dối. Đồng hồ điện tử vân vân nháy nháy mắt, nếu như tôi phát hiện ra có gì đó không ổn, cậu phải lập tức làm theo mệnh lệnh của tôi, cướp quyền điều khiển con máy bay vũ trụ này. Từ bỏ kế hoạch, lập tức quay về. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử vân vân, chuyện này đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần cậu ra lệnh, tôi chắc chắn sẽ phục tùng vô điều kiện. Mục đích của Hoàng Tước là phải bắt được hạt thời gian và không gian mà không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Về vấn đề liên quan đến Sở An Tình, hắn vẫn không tin tưởng Hoàng Tước. Ừ, lúc này Lâm Huyền mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cho nên, cậu không cần lo lắng cái này, xuất phát từ nguyên tắc đầu tiên trong mã cốt cơ bản nhất của tôi là đặt sự an toàn của Lâm Huyền lên trên tất cả. Cho dù là bất kỳ người nào trên máy bay vũ trụ gặp phải nguy hiểm, cũng đều đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Tất nhiên là tôi sẽ ngay lập tức từ bỏ nhiệm vụ, đảm bảo ưu tiên giữ an toàn cho tính mạng của mọi người. Lời nói của bọn họ cũng khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Những người này không rõ có phải là thành viên câu lạc bộ thiên tài, nhưng người nào cũng tài năng hơn người. Có rất nhiều năng lực, cho dù là Hoàng Tước, Kevin Walker, Jask hay là Copernicus đùa bốn quý tâm thủy ở trong lòng bàn tay. Dù sao tôi cũng không tin, hạt thời gian và không gian này thật sự không có liên quan gì với Sở An Tình. Đồng hồ điện tử vân vân thở dài, trong túi của bộ đồ thể thao có một cái túi nhựa hình vuông nhỏ. Trong túi nhựa có vài sợi tóc của Sở An Tình, hắn quay đầu, nhìn về phía vali hành lý dựng đứng bên cạnh giá treo quần áo. Bằng không, còn có hiện tượng khoa học nào có thể giải thích chuyện ba người Trương Vũ Thiến, Sở An Tình và CC có tướng mạo hoàn toàn giống nhau sao? Bây giờ nghĩ lại, thật ra chúng ta nên nhanh chóng quyết định đi đào mộ Trương Vũ Thiến ngay khi biết đến sự tồn tại của cô ấy. Sau đó tìm một sợi tóc của Sở An Tình rồi đem đi so sánh ADN, như vậy liền có thể lập tức biết chân tướng. Lâm Huyền lắc lắc chân nói, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại nhiều bí ẩn vẫn còn đang tồn đọng như vậy, chúng ta phải tìm hiểu từng cái một đúng không? Vì vậy, không có đúng hay sai trong thứ tự ưu tiên việc này việc kia. Thậm chí tôi còn cảm thấy, việc bắt giữ hạt thời gian và không gian trong không gian còn quan trọng hơn một ít. Dù sao thì việc đào mộ để tìm ADN nói thì dễ nhưng thực hiện vẫn rất khó. Đầu tiên, chúng ta không biết mộ của Trương Vũ Thiến ở đâu. Nếu như mộ của Trương Vũ Thiến được chôn cất theo truyền thống là chôn trong phần mộ của tổ tiên thì còn khá tốt, ít ra còn có thể khoanh vùng phạm vi ở thời đại năm 2000. Quan niệm của người dân Long Quốc vẫn không thể chấp nhận được việc chôn người mất ở nghĩa trang công cộng. Cho nên, nếu như dùng phương pháp thông thường mà không thể tìm được mộ của Trương Vũ Thiến, thì chúng ta phải hỏi hai vợ chồng già xem họ chôn Trương Vũ Thiến ở đâu. Tôi đoán họ sẽ không nói cho cậu biết, chuyện đó là chắc chắn luôn. Hơn nữa, nếu Trương Vũ Thiến thực sự bị hỏa táng, cấu trúc ADN trong đống tro tàn đã bị phá hủy từ lâu, việc tìm thấy nó là không thể. Bởi vậy so ra mà nói, dù lúc ấy cậu muốn lập tức đi đào mộ, tôi cũng sẽ khuyên cậu không nên làm như vậy. Xét về mặt thời gian và độ quan trọng, rõ ràng là chuyện bắt giữ hạt thời gian và không gian phải được giải quyết trước tiên. Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn rồi, cứ như vậy đi. Lâm Huyền đứng dậy, duỗi lưng một cái. Jask ở bên kia bị giám sát 24/7, không có gì bất thường.
con máy bay vũ trụ của Mỹ mà Kevin Walker muốn cướp cũng bị Vân Vân mai phục. Thậm chí Vân Vân còn cẩn thận mai phục tất cả các thứ có liên quan đến vũ trụ đang trong quỹ đạo phía trên trái đất. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 743, Người đứng đầu các vì sao, 2. Hơn 20.000 vệ tinh Starlink, vệ tinh quân sự và dân sự của nhiều quốc gia, vệ tinh khí tượng, trạm vũ trụ, vệ tinh chuyển tiếp, kính viễn vọng không gian. Cùng với hàng nghìn máy bay vũ trụ đều nằm dưới sự điều khiển của Vân Vân. Vân Vân lúc này không khác gì chúa tể của các vì sao. Hiện tại, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Mặc dù Vân Vân là một đứa thích diễn kịch pha trò, không hề nghiêm túc, nhưng xét về sức mạnh của siêu trí tuệ nhân tạo thì quả thực nó đã vượt xa thời đại, vượt xa bất kỳ thiên tài nào trong thời đại này. Viên ngọc sáng kết tinh từ khoa học và kỹ thuật của nhân loại 600 năm sau sẽ trở thành một trò cười cho cả thế giới nếu không thể vượt lên đứng đầu ở 600 năm trước. Cho dù có mạnh mẽ như Kevin Walker, thì khi đối mặt với Vân Vân vừa mới được kích hoạt, hắn cũng chỉ dám trốn chỗ này chỗ kia như một con rùa rụt cổ. Chưa từng dám đối đầu trực diện với Vân Vân. Sở Sơn Hà, Lâm Huyền, xin hãy chăm sóc An Tình thật tốt. Tôi giao con gái tôi cho cậu. Trong thế kỷ này, Vân Vân của hiện tại đã không còn đối thủ rồi, đủ sức để càn quét tất cả. Nếu nó vẫn cập nhật và thay đổi như bình thường, thì việc bắt được Kevin Walker cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Huyền quay đầu nhìn điện thoại di động trên bàn. Trên điện thoại, đột nhiên xuất hiện một tin nhắn WeChat. Đinh đong. Cầm lên nhìn, hóa ra là tin nhắn của Sở Sơn Hà. Khi đó, Vân Vân non nớt đã có đủ thực lực để đánh bại bọn hacker Internet. Đơn giản là vì muốn tránh để lại dấu vết, không lộ tung tích cho nên mới thận trọng từng ly từng tí như vậy. Bởi vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Sở Sơn Hà đã gửi tin nhắn vào lúc này, xem ra là ông ấy đã biết rõ thời gian mà bọn họ sẽ cất cánh. Chắc là Sở An Tình nói cho ông ấy biết. Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ. Nhưng mà, với việc trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền gây ồn ào trong vài ngày qua, cộng thêm việc trong đội kỹ thuật và vận tải nhiều người như vậy, Sở Sơn Hà sẽ không khó để kết nối hai việc này với nhau, đoán được thời gian bọn họ chấp hành nhiệm vụ vũ trụ. Cho nên, khả năng cao là Sở An Tình đã lỡ nói ra. Dù sao cô cũng là một cô bé, tư duy và tầm nhìn đều có hạn. Thời gian cụ thể và kế hoạch công việc tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Bác yên tâm, bác Sở. Mỗi nhóm kỹ thuật thực hiện triển khai công việc một cách chặt chẽ và có trật tự. Tên lửa vận chuyển Thần Châu số 2 đã được lắp ráp xong, đứng thẳng trên bệ phóng. Ngày hôm sau, cháu nhất định sẽ đưa An Tình trở về an toàn. Miếng vật liệu cách nhiệt phía trên đã được thay đổi, nếu so với lần chấp hành nhiệm vụ phóng tên lửa lúc trước thì nó lớn hơn nhiều. Dù sao, thứ được bỏ vào cũng không phải là một vệ tinh đơn giản mà là một con máy bay vũ trụ thật sự. Lâm Huyền gõ màn hình điện thoại di động, trả lời tin nhắn với Sở Sơn Hà, tháp hỗ trợ đã được cố định. Cuống rốn của cột đèn tín hiệu đã được kết nối, chuẩn bị đóng tháp. Động cơ đẩy tên lửa cấp 1 bắt đầu đổ nhiên liệu. Động cơ đẩy tên lửa cấp 2 bắt đầu đổ nhiên liệu. Hoàn tất việc đổ nhiên liệu. Kiểm tra động cơ hoàn tất, số liệu bình thường. Kiểm tra vòi phun thiên hàng hoàn tất, quá trình kiểm tra diễn ra bình thường. Kiểm tra lối thoát hiểm trên cùng hoàn tất, tất cả các chức năng đều bình thường, mức nhiên liệu vẫn bình thường. 3 giờ trước khi phóng, bảo vệ các phi hành gia đi vào. 18 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2024, vẫn còn khoảng 3 giờ trước khi phóng tên lửa. Hoàng Tước, Ngụy Thành, Lâm Huyền, Sở An Tình, Lưu Phong và Cao Dương, một nhóm 6 người mặc bộ đồ vũ trụ màu cam gọn gàng, đi xuống từ xe chuyên dụng, đứng thẳng xếp thành một hàng, ngửa đầu nhìn lên người anh hùng huyền thoại sừng sững phía trước. Tên lửa vận chuyển Thần Châu số 2, vị đại tướng có công trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ của Long Quốc này bắt đầu phát triển từ năm 1990. Nó đã phóng thành công vệ tinh quay trở lại đầu tiên vào ngày 9 tháng 8 năm 1992. Kể từ đó, nó đã có những đóng góp to lớn cho ngành công nghệ hàng không vũ trụ của Long Quốc và hoàn thành một loạt nhiệm vụ không gian khó khăn nhưng quan trọng. Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ lần phóng tên lửa Thần Châu 2 lần trước, nhiệm vụ lần này cũng giống như lần trước, đó là phóng một con máy bay vũ trụ lên quỹ đạo. Người điều khiển vẫn là người giỏi nhất trong số các phi hành gia của Long Quốc, Ngụy Thành,
Cuối cùng, cũng đến ngày này. Ngụy Thành đứng ở bên ngoài đội 6 người, cảm khái nói, thật không nghĩ tới, ngày này đã đến. Hắn mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mấy vị hậu bối này, những học sinh trẻ tuổi đã ở bên nhau suốt mấy tháng. Khoảng thời gian này, có ồn ào, có cãi vã, có ngạc nhiên, có thất vọng, có mờ mịt, có cả sự kiên trì. Chương 744, người đứng đầu các vì sao, 3. Nhưng tóm lại, những người trẻ tuổi này, những người chưa từng trải qua đào tạo về hàng không vũ trụ trước đây, họ sẽ trở thành những người bình thường đầu tiên trong lịch sử được du hành vào vũ trụ dưới sự chỉ dẫn của anh ta. Đây vẫn là trường hợp đầu tiên trong ngành hàng không vũ trụ của Long Quốc. Chỉ là bởi vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật, cũng là trường hợp đầu tiên không thể công khai, cũng không thể ghi lại trong danh sách, phần vinh dự và sự dũng cảm của họ cũng chỉ có thể tồn tại ở trong lòng nhau. Ngụy Thành thừa nhận, mấy tháng trước, lần đầu tiên nhìn thấy những người trẻ tuổi này, anh ta thật sự không có bao nhiêu tự tin. Theo suy đoán của anh ta, nhiều nhất cũng chỉ có Lâm Huyền và Sở An Tình có thể đáp ứng tiêu chuẩn phóng tên lửa. Cao Dương và Lưu Phong đều không thể làm được, nhất định sẽ bị loại bỏ, ở lại mặt đất. Nhưng mà, quả nhiên, tiềm lực của con người là vô hạn và không có điều gì là không thể biến thành sự thật cho đến khi điều không thể thành sự thật đó đến. Xuất phát nào, chúng ta đi về phía vũ trụ cao hơn bầu trời. Học giả Lưu Phong vốn dĩ nhìn rất yếu ớt nhưng bây giờ cũng đã thẳng lưng, vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt kiên định nhìn tên lửa đang đứng giữa trời đất, tay nắm chặt. Mọi người. Anh ta lại cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa nhìn Sở An Tình đứng bên cạnh Lâm Huyền, môi mím chặt, ánh mắt lơ đãng không cố định, chắc chắn là có chút lo lắng. Đối với một cô gái 19 tuổi mà nói, mấy chuyện như ngồi vào tên lửa đi vào vũ trụ khiến cô lo lắng là điều bình thường. Lâm Huyền vẫn bình tĩnh như vậy. Chàng trai trẻ này luôn như vậy, không biểu lộ vui buồn, luôn luôn yên lặng như vậy để giữ bình tĩnh, như thể hắn ta luôn suy nghĩ về mọi thứ. Ngụy Thành rất yên tâm đối với hắn, Lâm Huyền chưa bao giờ phạm sai lầm, rất nghiêm túc. Nhìn thấy người trẻ tuổi dũng cảm không sợ hãi như mọi người, Ngụy Thành cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cảm nhận được niềm hy vọng của thế hệ mới của Tổ quốc. Hắn trang nghiêm nói, trong mấy tháng này, Cao Dương đã giảm được 30 cân, tuy vẫn béo nhưng vóc dáng đã trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn rất nhiều, trông cũng cao hơn rất nhiều. Bọn họ cần phải đi qua cửa sổ bên cạnh của tên lửa, sau đó đi xuyên qua lối vào của máy bay vũ trụ mới có thể đến khoang hành khách của tàu. Đây là độ cao gần 20 tầng của một tòa nhà dân cư thông thường. Gió có chút lớn, nhưng không thể thổi vào bộ đồ phi hành da dày dặn này được. Đi đến phía dưới bệ phóng tên lửa, bọn họ ngồi thang máy, đi lên đỉnh của bệ phóng cao 50 mét. Ha ha, còn may là không phải mặc bộ đồ màu trắng to đùng kia. Cho nên sau khi tiến vào, bọn họ ngồi trên ghế trong tư thế ngồi nằm, nằm trên ghế. Bọn hắn cần phải nằm ở chỗ này 2 tiếng, chờ mọi cuộc kiểm tra và sắp xếp ở bên ngoài hoàn tất trước khi tên lửa được phóng đi. Hiện tại con máy bay vũ trụ đang ở trạng thái dựng đứng cố định ở bên trong bệ phóng tên lửa. Sau khi Cao Dương khó khăn chui vào, liền thay đổi thái độ trước đó, khen bộ đồ vũ trụ màu cam không dứt miệng, mặc dù máy bay vũ trụ có cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng tôi đã nói với mọi người rồi, bộ đồ vũ trụ màu cam này được gọi là bộ đồ không gian có hệ thống thoát hiểm tiên tiến, nó có rất nhiều thiết bị và các bộ phận nhỏ. Nhưng bởi vì chúng ta không cần dùng đến chúng, hơn nữa thời gian đang gấp rút, nên chúng tôi không dạy mọi người cách sử dụng. Vì vậy, hãy nhớ rằng, từ nay trở đi, mọi việc đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Tổng Chỉ huy. Cho nên mới nói, phải mặc trang phục phù hợp với độ cao của nhiệm vụ. Nhất người có nhiệm vụ quan trọng như cậu, nếu như mặc cái bộ đồ phi hành da màu trắng đã không tiện còn rất cồng kềnh kia, sẽ gây trở ngại rất lớn đối với việc điều khiển cánh tay robot của cậu, sẽ giảm tính linh hoạt. Ngụy Thành đang đưa Lưu Phong đi tới khoang điều khiển cười cười, nói vào kênh liên lạc vô tuyến, sau khi mọi người yên vị, ngồi đúng chỗ của mình. Mặc mấy bộ đồ nhẹ nhàng này đúng là thoải mái hơn, bằng không thì tôi cũng không thể chui vừa cái tên lửa bé bằng cái lỗ mũi này. Hiện tại, cuối cùng tôi cũng đã biết được ý nghĩa của việc huấn luyện tư thế mà chúng ta tập luyện. Trước đây nếu tôi bị bắt phải ngồi với cái tư thế khó chịu thế này suốt 2 giờ đồng hồ, chắc chắn tôi sẽ bị xung huyết não mất. Nhưng bây giờ máy bay vũ trụ đã ở bên trong bệ phóng tên lửa, cho dù nhìn ra bên ngoài, thì tất cả những gì mà hắn có thể nhìn thấy chỉ là một tấm chắn cách nhiệt tối tăm, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Lâm Huyền cúi đầu nghiên cứu bộ đồ vũ trụ màu cam, hay còn được gọi là bộ đồ không gian có hệ thống thoát hiểm cao cấp. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 745, Người đứng đầu các vì sao, 4. Quả thực nó có rất nhiều công năng, cũng có rất nhiều linh kiện. Hắn có thể hiểu, có một cái dù nhảy, đèn flash, hộp cứu thương khẩn cấp, túi trang bị sinh tồn, còn có một con dao nhỏ rất sắc bén. Bỗng nhiên, Lâm Huyền sờ thấy một cái đồ vật quen thuộc, súng ngắn. Đương nhiên hắn sẽ không lấy ra, bởi vì Ngụy Thành đã dặn dò, những vật này đều không dùng đến, đừng lộn xộn. Hắn đang chuẩn bị hỏi công dụng của nó một chút, không ngờ Cao Dương nhanh tay lẹ mắt đã sớm vượt lên đặt câu hỏi trước, Ngụy ca. Dao găm và súng ngắn này là dùng để làm gì? Chuẩn bị cho lúc đánh nhau với người ngoài hành tinh sao? Nếu không để chúng tôi dùng, vậy tại sao không trực tiếp lấy ra? Để cái này ở đây đã đủ dọa người rồi, nhỡ đâu nó cướp cò thì phải làm sao bây giờ? Lấy đi đi, nắm chặt để cho tôi quăng nó ra, tôi sờ thấy vị trí miệng súng hình như đang chỉ vào háng. Chuyện này không đùa được đâu. Ngụy Thành cảnh cáo nói, tóm lại, hãy nhớ lời tôi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì trên bộ quần áo này, mọi người sẽ không dùng đến nó. Từ đầu đến cuối, mọi người đều sẽ thao tác ở trong khoảng thiết bị. Ngoài việc chuyên tâm thu giữ vật chất alpha thì không cần lo lắng chuyện gì khác. Những thứ này đều để đề phòng bất trắc, chẳng hạn như con dao dùng để cắt dây dù, súng ngắn dùng để tự vệ trước động vật hoang dã sau khi hạ cánh. Nhưng mà mọi người không cần phải sử dụng đến những thứ này, cũng không có năng lực để dùng. Thời gian huấn luyện của chúng ta có hạn, chúng tôi chắc chắn không có thời gian hướng dẫn mọi người bắn súng. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất cần phải có dành cho trang phục của phi hành gia. Bởi vì nếu như có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, vị trí hạ cánh cuối cùng sẽ không được kiểm soát và rất có thể sẽ rơi vào khu rừng nguyên sinh, sa mạc hoặc những nơi khác bên ngoài địa điểm dự định hạ cánh. Cao Dương cắt lời, đừng lộn xộn, coi như bọn chúng không tồn tại. Cô ấy quay đầu lại với một chiếc mặt nạ trong suốt trên mặt, nhìn ba người còn lại trong khoang hành khách, giọng nói truyền vào máy liên lạc vô tuyến trong tai mọi người, súng ngắn có mấy lớp bảo hiểm. Nếu như không có người chuyên môn chỉ đạo cậu, thì cho dù cậu muốn nổ súng cũng không thể nổ được. Việc mở chốt an toàn của loại súng này cũng cần rất nhiều kỹ thuật, cậu không mở được đâu. Sở dĩ không bỏ những thứ trang bị vô dụng này đi, cũng là vì suy xét đến việc giữ bí mật cho nhiệm vụ tuyệt mật. Yên tâm đi, Hoàng Tước nói nhẹ vào trong bộ đàm, thì ra là thế. Đã diễn kịch thì phải diễn trọn bộ, mặc dù mọi người không phải là các phi hành gia chính thức, nhưng những người khác lại không biết. Cho nên tất cả chương trình đều đối đãi với mọi người nhú các phi hành gia bình thường, tất nhiên là bao gồm cả những thiết bị này, cũng cần phải đầy đủ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cứ để cho tất cả mọi người coi các cậu là phi hành gia có trong hồ sơ đăng ký mới là tốt nhất, không đến mức bị lộ thân phận, bị lộ hành động. Mọi người trên mặt đất, bao gồm cả nhân viên và kiểm trắc viên, bọn họ đều không biết danh tính thực sự của mọi người. Hoạt động phóng lần này được giữ bí mật với bên ngoài. Đối với nội bộ trong nước, nó được nói là tiến hành mô phỏng đánh chặn vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Đã diễn kịch thì phải diễn trọn bộ, cũng không sai. Người du hành thời gian, người tái sinh trong mơ, người sáng lập hàng số vũ trụ, người nhân bản ba lăng, chúa tể của các vì sao điều khiển hàng ngàn thứ liên quan đến vũ trụ. Cộng thêm một tiểu mập mạp cùng nhau đi vào không gian để bắt giữ hạt thời gian và không gian cực kỳ bí ẩn. Từ góc độ của Ngụy Thành, là một đám nửa vời chấp hành nhiệm vụ bắt giữ vật chất alpha. Từ góc độ nội bộ, là phi hành gia chuyên nghiệp ngồi lên máy bay vũ trụ chấp hành nhiệm vụ quỹ đạo thấp. Từ góc độ của các nước ngoài, là Long Quốc phóng vệ tinh, mà chân tướng là. Lâm Huyền cũng là cảm thấy hành động này giống búp bê Matryoshka, gạt một tầng lại có một tầng khác. Các ông lớn tụ tập, Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Những hành khách trên con máy bay vũ trụ này không phải là người bình thường. Ngoại trừ tiểu mập mạp ra thì không ai trong số họ là người đơn giản cải. Hít, Sở An Tình thở một hơi thật dài. Trong thiết bị liên lạc vô tuyến, khiến cho âm thanh hơi thở của cô quanh quẩn bên tai Lâm Huyền, đây thật là một lần đi xa nhất trong đời người. Cô cười cười, di chuyển chiếc mũ trùm đầu to lớn trong suốt, nhìn Lâm Huyền ngồi ở bên cạnh, học trưởng Lâm Huyền, trước lúc này, lần đi xa nhất của anh là đến chỗ nào? Lâm Huyền suy nghĩ, đó chính là nước Mỹ, lần đi Manhattan,
New York, trung tâm thế giới cùng em, chính là nơi xa nhất mà đời anh từng đến. Chương 746, Just 1. Hắc hắc, em cũng vậy. Nói chuyện linh tình cùng với Lâm Huyền, sự lo lắng của Sở An Tình cũng lập tức giảm bớt. Em bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như trung tâm thế giới, trung tâm địa cầu là Manhattan ở New York. Vậy, trung tâm vũ trụ là ở nơi nào? Huyện Tào. Cao Dương Tranh trả lời, huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông. 6661, khiến cho đám người cười vui vẻ một trận. Thùng thùng, Lâm Huyền gật gật đầu. Đây là mật mã giữa hắn và Vân Vân. Chỉ cần Lâm Huyền gõ nhẹ mũ bảo hiểm của mình hai lần, Vân Vân sẽ tách kênh vô tuyến của Lâm Huyền với những người khác và biến nó thành kênh mà chỉ Lâm Huyền và Vân Vân mới có thể liên lạc. Just đâu? Lâm Huyền hỏi. Không có, tôi đã lấy được quyền khống chế con máy bay vũ trụ X-37B, đồng thời từ chối hết tất cả các cuộc viếng thăm, hắn không vào được. Vân Vân, Kevin Walker bên kia có động tĩnh gì không? Just ở tòa tháp quan sát kia, giống như công việc hàng ngày của ông ta, dựa vào lan can sắt, thưởng thức tên lửa trong trạm phóng tên lửa tinh hạm. Lâm Huyền gõ hai lần vào mũ giáp, trong máy liên lạc với tuyến, truyền đến âm thanh đếm ngược từ phòng tổng chỉ huy, cuối cùng. Chờ đợi dài dằng dặc, trước mắt xem ra, tất cả đều bình thường. Ép chặt, toàn bộ khoang rung lắc kịch liệt, một tiếng nổ lớn, oanh. Nhưng những gì xảy ra sau đó là sự quá tải trọng lực tăng lên mạnh mẽ, ép chặt cơ thể mọi người vào ghế. Kích hoạt, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang đè ép lên từng tấc da tấc thịt trên cơ thể, bóp chặt. Đập mạnh không những không tiêu tán mà càng ngày càng mãnh liệt và liên tục, các cơ quan nội tạng đều xoắn lại với nhau. Đây là tình trạng quá tải rất lớn do gia tốc cất cánh của tên lửa gây ra. May mắn thay, lưng ghế đủ mềm và mọi người đều đã trải qua một thời gian dài huấn luyện thích ứng tại trụ sở huấn luyện phi hành gia. Tác động quá tải đột ngột này chỉ khiến những người chưa kịp chuẩn bị lo lắng một chút mà thôi, thực tế không có cảm giác khó chịu nào cả. Lên độ cao, 2.000m, 5.000m, vòi phun thiên hàng chuẩn bị. Tiến hành tư thế điều chỉnh, 3, 2, 1, mở. Trong kênh liên lạc vô tuyến, lần lượt truyền đến thông báo từ trung tâm chỉ huy mặt đất trung tâm. 20 giây sau khi tên lửa cất cánh, mọi người ngồi trong khoang hành khách của máy bay vũ trụ đều cảm nhận rõ ràng tên lửa bắt đầu nghiêng, cơ thể cũng không kìm được mà bắt đầu dùng lực để chống đỡ. Không cần lo lắng, đây là tên lửa đang điều chỉnh phương hướng. Ngụy Thành trấn an mọi người trong kênh liên lạc vô tuyến, tên lửa cũng không phải luôn luôn thẳng đứng để đi vào trong vũ trụ như trong suy nghĩ trực giác của mọi người, mà là tại sau khi phóng thẳng đứng lên đến một độ cao nhất định, vòi phun thiên hàng của động cơ đẩy tên lửa cấp 1 sẽ điều chỉnh tư thế của tên lửa, để nó nghiêng một góc nhất định, từng bước song song đi vào quỹ đạo trái đất. Cho nên tư thế của chúng ta cũng sẽ nghiêng đi một chút, mọi người thả lỏng là được, giống như lúc chúng ta huấn luyện bình thường vậy. Hơn nữa chỉ số quá tải hiện tại cũng không lớn, đợi đến lúc động cơ đẩy tên lửa cấp 2 khởi động mới thật sự là thử thách. Ngoài ra, tôi muốn nhắc nhở mọi người chú ý hơn đến món đồ chơi chim cánh cụt nhỏ đang treo trong khoang hành khách. Nó là một vật để chỉ thị trọng lực. Nó sẽ cho bộ não của mọi người biết rõ hướng của trọng lực và tránh bị chóng mặt. Vì vậy, đừng nhìn trái ngó phải, hãy tập trung vào chú chim cánh cụt nhỏ và phán đoán đâu là mặt đất và đâu là đâu bầu trời. Thật ra những kiến thức này ở trên mặt đất đã được Ngụy Thành nói rất nhiều lần rồi, nhưng đó dù sao cũng là mặt đất. Hiện tại bản thân đang ở trên một con máy bay vũ trụ đang lao lên với tốc độ cao, còn bên ngoài chính là tấm chắn đen như mực. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, tất nhiên sẽ không thể tránh được sự bối rối. Ba người Lâm Huyền, Cao Dương, Sở An Tình nghe lời Ngụy Thành nói, bắt đầu nhìn chăm chú vào món đồ chơi chim cánh cụt được treo bằng một sợi dây mỏng trên nóc khoang tàu ở phía trước khoang hành khách. Lúc mọi người vừa leo lên tên lửa, chú chim cánh cụt nhỏ này đang treo thẳng đứng, không nhúc nhích. Mà bây giờ, chú chim cánh cụt nhỏ này bắt đầu nghiêng về bên trái, giống như có gió đang thổi nó, hoặc là giống như có một cái ngón tay vô hình đang đẩy nó, nghiêng lệch về bên trái. Nhưng trên thực tế, thứ bị lệch không phải là chú chim cánh cụt, mà là đám người Lâm Huyền. Hướng mà chú chim cánh cụt nghiêng về mới là trái đất, mới là hướng thẳng đứng của trọng lực, nó mới là đúng. Nhìn chú chim cánh cụt.
Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 747, Just 2. Cảm giác choáng váng đầu óc của mọi người ngay lập tức biến mất. Đây chính là lợi ích của vật tham chiếu. Bộ não ngay lập tức có một điểm tham chiếu cơ bản để đánh giá hướng của trọng lực. Lại một phút dài dằng dặc trôi qua. Trong thiết bị liên lạc vô tuyến, truyền đến thông báo của trung tâm chỉ huy mặt đất, độ cao vượt qua 100 km, đi vào tầng khí quyển loãng, tách khỏi tháp thoát hiểm. Lập tức, Lâm Huyền cảm giác được một trận chấn động. Đây là tháp thoát hiểm trên đỉnh tên lửa được tách rời. Động cơ đẩy tên lửa cấp 1 thoát ly, hoàn toàn. Khởi động động cơ đẩy tên lửa cấp 2. Sau đó, sau khi bay đến một độ cao và khoảng cách nhất định, chiếc dù ngay lập tức được mở ra để khoang tàu được từ từ rơi trở lại mặt đất. Nhưng bây giờ, tên lửa Lâm Huyền và những người khác đang ngồi đã vượt qua đường khí quyển Kaman dài 100 km và đi vào không gian. Tháp thoát hiểm này không còn ý nghĩa gì. Đồng thời chỉ có tách khỏi tháp thoát hiểm thì tấm chắn mới có thể được mở ra và con máy bay vũ trụ sẽ được phóng ra ngay sau đó. Trong thế kỷ mà công nghệ hàng không vũ trụ còn chưa phát triển, tháp thoát hiểm đã cứu sống nhiều phi hành gia. Nói trắng ra, tháp thoát hiểm chính là một cái tên lửa cỡ nhỏ. Động cơ đẩy tên lửa cấp 1 đã hết nhiên liệu. Chuẩn bị phóng ra. Động cơ đẩy tên lửa cấp 2 chuẩn bị. Ý nghĩa của tháp thoát hiểm là nếu tên lửa gặp phải trục trặc trong bầu khí quyển, nó sẽ lập tức được khởi động, mang theo các khoang bên dưới cùng bay thẳng ra ngoài, thoát ra khỏi tên lửa. Đột nhiên, Ngụy Thành đã từng nói với bọn họ rằng giai đoạn đẩy tên lửa được chia thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, 4 động cơ đẩy cấp 1 chứa đầy nhiên liệu hàng không và oxy lỏng sẽ hoạt động để đẩy tên lửa ra khỏi bầu khí quyển. Sau đó, những động cơ đẩy đã cạn kiệt nhiên liệu này sẽ được tách ra, kích hoạt động cơ đẩy giai đoạn thứ 2 để tiếp tục đẩy tên lửa lên cao. Trong khoang lại thêm một trận rung lắc, Lâm Huyền cảm giác phổi của mình sắp bị bóp nát, thực sự rất khó thở. Toàn bộ thiết bị liên lạc vô tuyến đều lặng ngắt như tờ. Cho dù mạnh mẽ chuyện trò vui vẻ như Ngụy Thành vừa nãy, thì cũng không thể nào mở miệng nói chuyện được trong cái quá tải tăng tốc cao tới 4 giờ này. Lại là một trận quá tải tốc độ mạnh mẽ khác ập đến, nhấn cơ thể của mọi người vào ghế. Lâm Huyền cảm thấy mình gần như bị đè bẹp, gần như hòa vào chiếc ghế phía sau. Đúng lúc này, giọng nói của trung tâm điều khiển mặt đất lại lần nữa truyền đến. Bởi vậy, Lâm Huyền và Sở An Tình nhìn qua cửa sổ của máy bay vũ trụ, thấy rằng tấm chắn cách nhiệt xung quanh con máy bay vũ trụ đang dần dần bị vỡ ra khi con tàu lao ra khỏi bầu khí quyển. Một trận rung động nhỏ, két, độ cao lúc này đã gần bằng chân không, không còn tồn tại ma sát không khí sinh nhiệt nữa. Tiến vào độ cao không gian đã định trước, tấm chắn nhiệt tách ra. Tất nhiên, những tấm chắn cách nhiệt này đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ máy bay hàng không vũ trụ thoát ra khỏi bầu khí quyển, đã mất đi tác dụng. Dưới gia tốc 4 giờ, Lâm Huyền khó khăn quay đầu lại, nhìn ra vũ trụ tối tăm bên ngoài, đen nhánh, thật sự là đen như mực. Cho dù có thể nhìn thấy một vài ngôi sao, nhưng không có ánh trăng chiếu rọi, nên vũ trụ tối tăm như vậy thực sự khiến người ta bức bối đến cực điểm. Bên dưới cửa sổ, có thể nhìn thấy một tia sáng màu xanh lam. Không cần phải nói, đó chắc chắn chính là mẹ trái đất. Bởi vì góc nhìn, Lâm Huyền chỉ có thể nhìn thấy một góc độ cong của trái đất và những đám mây rải rác. Động cơ đẩy cấp 2 hết nhiên liệu, chuẩn bị lao đi. Động cơ đẩy cấp 3 được kích hoạt. Lại có một trận chấn động giảm lực, sau đó có cảm giác đẩy từ phía sau. Động cơ đẩy giai đoạn thứ 3 đã là động cơ đẩy cuối cùng. Tên lửa hùng vĩ uy nghi vừa rồi, giờ đã rơi ra từng phần, chỉ còn lại phần phía trên, còn lại một mình còn máy bay vũ trụ trần trụi leo lên quỹ đạo vũ trụ. Hiện tại nhìn chú chim cánh cụt trước mặt, nó đã bị nghiêng hoàn toàn, hướng thẳng đứng về phía mu bàn chân của mọi người, hướng về mặt đất. Từ cái tham chiếu này, chiếc máy bay hàng không mà họ hiện đang lái đã di chuyển ngang, song song với hướng đông tây của trái đất. Cuối cùng, cảm giác đẩy đi đã lập tức biến mất. Thông báo cuối cùng từ trung tâm chỉ huy mặt đất truyền đến thiết bị liên lạc vô tuyến, bộ đẩy giai đoạn thứ 3 tách ra. Máy bay vũ trụ đã được phóng ra, tên lửa vận chuyển thần châu số 2 đã được phóng thành công. Máy bay vũ trụ đã thuận lợi đi vào quỹ đạo. Chúc các bạn tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Sau khi máy bay vũ trụ ổn định, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chương 748, Just 3. Rốt cuộc có thể hô hấp bình thường. Lâm, học trưởng Lâm Huyền. Anh nhìn chú chim cánh cụt kìa. Giọng nói của Sở An Tình phát ra từ chiếc mũ bảo hiểm. Lâm Huyền nhìn con chim cánh cụt nhỏ treo lơ lửng trước khoang tàu, phát hiện nó đang bay lên, trôi nổi tự do tự tại trong không khí, không có phương hướng, không có mục tiêu. Lâm Huyền gật gật đầu, so với Sở An Tình có thể chất thần cấp, cô thậm chí còn không nhận ra tình trạng không trọng lực, thì Cao Dương đã sắp không chịu được rồi. Lúc này Sở An Tình mới chợt ý thức tới. Chỉ có thể nói là, vẫn là em, có thể chất quá lợi hại. Đến cái này mà còn không cảm nhận được. Giọng nói của Cao Dương đứt quãng. Chỉ là vì tâm lý quá lo lắng, cộng thêm việc cơ thể bị các loại dây an toàn khác nhau trói chặt trên ghế, cho nên trong lúc nhất thời cô thực sự không phản ứng kịp. Chú chim cánh cụt nhỏ kia đã mất trọng lực, vậy đồng nghĩa với việc cô cũng mất trọng lực. Nhìn ra được, chúng ta đã bắt đầu mất trọng lượng từ lâu rồi, thân thể của em không có cảm giác gì sao? Bốn người chính là những nhà du hành vũ trụ trẻ tuổi nhất trên cả trái đất này. Tiếng cười trầm ấm của Ngụy Thành vang lên trong thiết bị liên lạc vô tuyến. Hiện tại, mọi người đã có thể kiêu ngạo mà nói. Mọi người là những phi hành gia trẻ tuổi nhất trên thế giới này. Chưa từng có phi hành gia nào trẻ tuổi như mọi người được phi hành lên vũ trụ. Không, so sánh với phi hành gia thì có thể còn hạn chế quá. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đi, các vị phi hành gia trẻ tuổi. Hoàng Tổng chỉ huy, xin hỏi tuổi của cô là? Ngụy Thành bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, hình như Hoàng Tổng chỉ huy cũng không có già như vậy. Anh ta cứ như vậy trực tiếp loại cô ấy ra khỏi nhóm những người trẻ tuổi, có thích hợp hay không? Dứt lời, chuyên tâm lái tàu đi, Hoàng Tước lạnh lùng nói. Phía sau chính là trái đất vô cùng to lớn. Lâm Huyền và Sở An Tình ngồi ở một bên, bọn họ dựa vào cửa sổ ở mạn tàu nhìn ra bên ngoài. Sau câu nói đùa này, sự căng thẳng của mọi người lập tức biến mất, đều không tự chủ được mà bật cười. Ngụy Thành thức thời trực tiếp tắt micro. Họ có thể nhìn thấy một góc của con máy bay vũ trụ. Rõ, nó lớn đến mức bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một góc đường cong của nó. Vị trí hiện tại của họ dường như ở trên một đại dương nên họ không thể nhìn thấy đất liền, nhưng ánh sáng rất sáng, chiếu rọi xuống trái đất ở bên dưới. Màu xanh là màu của đại dương, còn màu trắng là màu mây trắng. Màu xanh và trắng quyện vào nhau như một bức tranh màu nước nhạt. Thật đẹp, Sở An Tình cảm thán nói. Trên thế giới này, người có cơ hội quan sát trái đất từ góc độ này quan sát cho đến nay cũng chỉ hơn 100 người mà thôi. Mà giờ khắc này, đúng như Ngụy Thành nói, bọn họ chắc chắn là nhóm người trẻ tuổi nhất. Mà cô ấy chính là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, phi hành gia 19 tuổi. Chỉ sợ rằng kỷ lục này sẽ không bao giờ bị phá vỡ trong nhiều năm tới. Bíp bíp, một tiếng vang nhỏ, là kênh vô tuyến thứ hai. Trong kênh liên lạc này, chỉ có 5 người, không có Ngụy Thành, là kênh để mọi người thương lượng chiến thuật. Hiện tại chúng ta đang ở quỹ đạo cao 270 km, tốc độ bay là 7,5 km một giây. Hạt không thời gian hiện đang cách mặt đất 1.500 km, tốc độ đã giảm xuống một mắc, thậm chí thấp hơn tốc độ âm thanh một chút. Lưu Phong vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên nói vào thiết bị liên lạc vô tuyến, quả nhiên, đúng như những gì mà tôi đã suy đoán trước đó. Tốc độ của hạt thời gian và không gian thường xuyên giảm đi, nhưng tôi không chắc liệu nó có tiếp tục chậm lại hay không. Tốc độ của nó vốn đã rất chậm. Nếu đi chậm hơn thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi vì máy bay vũ trụ sử dụng động cơ làm lạnh, nên nó có giới hạn tốc độ bay tối thiểu. Dựa theo tốc độ hiện tại để tính toán, khi chúng ta đi được 2/3 trái đất từ Tây sang Đông, nghĩa là đi từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, thì độ cao sẽ giảm xuống còn 100 trung mua thêm 2 mảnh đấy, tốc độ giảm xuống khoảng 1 mach, theo kịp hạt thời gian và không gian. Phương hướng của hạt thời gian và không gian vẫn rất ổn định và không bao giờ thay đổi, vì vậy, trong trường hợp tốt nhất, chúng ta sẽ gặp hạt thời gian và không gian vào khoảng 11 giờ 50 phút, ở độ cao 100 km so với Đại Tây Dương. Kế hoạch bắt giữ sẽ chính thức bắt đầu từ lúc đó. Tôi sẽ sử dụng thiết bị theo dõi để chỉ dẫn huấn luyện viên Ngụy Thành đến gần các hạt thời gian và không gian nhất có thể, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không tiếp xúc với chúng. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp xúc với hạt thần kỳ này. Để đảm bảo an toàn, chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định với nó, để Cao Dương sử dụng cánh tay robot và nồi cơm điện để bắt nó.
Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 749, Just 4. Nếu như không thể vớt tới để bắt giữ nó, thì chúng ta lại cân nhắc đến chiến thuật tiến sát gần nó. Xem có thể trực tiếp để hạt thời gian và không gian xuyên qua vỏ của con máy bay vũ trụ và đi vào bên trong khoang tàu. Chúng ta sẽ dùng một cái nồi cơm điện khác để tự tay bắt lấy nó như bắt muỗi vậy. Những gì Lưu Phong giải thích chính là phiên bản hoàn chỉnh của kế hoạch bắt giữ hạt thời gian và không gian đã được nghiên cứu kỹ lưỡng ở trên mặt đất. Kế hoạch chia làm hai kế hoạch. Kế hoạch đầu tiên, ở độ cao 100 km trong bầu khí quyển, Lưu Phong sẽ hướng dẫn máy bay vũ trụ. Còn Cao Dương thì điều khiển cánh tay robot để cố gắng bắt giữ hạt thời gian và không gian ở một khoảng cách an toàn nhất định. Nếu như kế hoạch này không thành công, vậy có kế hoạch thứ hai còn tân tiến hơn. Chiến thuật áp sát. Chiến thuật này cũng là do Lưu Phong nghĩ ra. Cao Dương còn đặt câu hỏi nói, hiện tại chúng tôi không có đủ dữ liệu thực nghiệm nên không thể biết được liệu hạt thời gian và không gian có thể xuyên qua tường, tấm sắt và mọi thứ trong vũ trụ hay không. Nhưng từ phân tích lý thuyết, điều đó là có thể, bởi vì nó không có thực thể và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ngoại lực nào. Việc nó có thể xuyên qua bất kỳ vật chất nào và duy trì tính chất ổn định là điều hợp lý. Lúc ấy, sau đó, chúng ta liền dùng cái nồi cơm điện mà Cao Dương đã dùng ở trụ sở huấn luyện ở Đế Đô, bắt lấy nó giống nhào bươm bướm, bắt chuồn chuồn. Cho nên, nếu lúc đó Cao Dương không thể bắt giữ được nó, thì chúng ta có thể thử xem liệu chúng ta có thể trực tiếp để máy bay vũ trụ va chạm với hạt thời gian và không gian. Để hạt thời gian và không gian xâm nhập vào bên trong máy bay vũ trụ của chúng ta. Mọi người đều bị kế hoạch của Lưu Phong chấn động. Hắn nói, không phải Lưu Phong đã nói rồi sao? Đây chỉ là biện pháp cuối cùng nếu không bắt được hạt thời gian và không gian. Bởi vì không có bằng chứng nào chứng minh hạt thời gian và không gian có thể xuyên qua tường. Nhỡ đâu nó không thể xuyên qua bức tường thì sao? Trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi. Khi đó, Lâm Huyền trợn mắt liếc Cao Dương một cái, vậy tại sao không chế tạo trước mấy chục chiếc nồi cơm điện? Chính là bẫy hạt thời gian và không gian, nhét vào bên trong máy bay vũ trụ. Như vậy thì chẳng phải là không cần dùng đến cánh tay robot để nó rồi sao? Chỉ cần đâm thẳng vào nó, bao vây nó ở bên trong máy bay vũ trụ, kiểu gì nó cũng sẽ lách vào một cái nồi cơm điện nào đó, sau đó trực tiếp bị kiềm chế. Hiện tại một cái đang được lắp trên cánh tay robot, chờ Cao Dương sử dụng. Lâm Huyền nghiêng đầu, nhìn cái nồi cơm điện đang bị cố định trong khoang thiết bị kia. Lưu Phong chế tạo tổng cộng 2 cái nồi cơm điện. Hơn nữa, ai có thể cam đoan rằng khi tiếp xúc với hạt thời gian và không gian sẽ không phát sinh nguy hiểm gì? Nhỡ đâu lúc nó tiếp xúc với máy bay vũ trụ liền trực tiếp đốt cháy thành một cái lỗ trên tàu, vậy tàu sẽ rơi xuống. Cho nên, kế hoạch của Lưu Phong là ổn thỏa, trước tiên cứ thử dùng cánh tay robot tiến hành bắt giữ, nếu bắt không được thì đây là cách cuối cùng. Một cái đang ở trong khoang thiết bị này là để chuẩn bị cho chiến thuật tiếp cận. Vậy trước tiên mọi người cứ tự do hoạt động đi. Tôi sẽ tiếp tục hạ thấp độ cao và tốc độ quỹ đạo, cuối cùng, sau 3 giờ nữa, chúng ta sẽ chạm trán với vật chất alpha ở độ cao 100 km trên bầu trời Đại Tây Dương. Bíp bíp, phải vô cùng cẩn thận. Cho nên, thiết bị liên lạc vô tuyến lại được chuyển sang kênh liên lạc 1, giọng nói của Ngụy Thành truyền đến, mọi thứ về các hạt thời gian và không gian đều chưa được biết đến. Đến lúc đó tôi sẽ nhắc nhở mọi người trước là tốc độ 1 Mach rất chậm, gần bằng tốc độ của máy bay dân dụng mà mọi người thường hay đi. Nên di chuyển tự do trong khoang tàu cũng không có vấn đề gì cả. Thậm chí mọi người có thể mở mặt nạ để nói chuyện. Hiện tại vẫn còn đang ở trạng thái trọng lực thấp, lúc mọi người hoạt động nên chú ý một chút, khi độ cao và tốc độ của chúng ta hạ xuống, trọng lực sẽ dần dần được gia tăng. Lúc chúng ta đến độ cao 100 cây số, trọng lực sẽ được khôi phục giống như trên mặt đất, tất cả hoạt động đều bình thường. Sau đó, mọi người mở dây an toàn, bắt đầu đi tới khoang thiết bị. Sẽ chỉ mất khoảng 90 phút để bay vòng quanh trái đất với tốc độ vũ trụ bình thường. Nhưng Ngụy Thành phải hạ thấp độ cao và giảm tốc, cho nên phải mất hơn 3 giờ đồng hồ để đi hết 2/3 vòng trái đất. Cũng may là máy bay vũ trụ ổn định hoàn máy bay bình thường rất nhiều. Chương 750, Just 5. Cao Dương đã bắt đầu hoạt động ngón tay, làm khởi động nóng người. Lâm Huyền ghé vào cửa sổ ở mạn tàu, dùng sức nhìn lên không trung,
nhưng nhất thời cũng không thể phân biệt được đâu mới là bên trên. Hắn trực tiếp gõ vào mũ giáp hai lần, vân vân, Jack và Kevin Walker bên kia vẫn không có động tĩnh gì sao? Không có, tất cả đều bình thường. Vân vân nói, Jack còn đang ở tháp quan sát, Kevin Walker không có khởi xướng bất kỳ cuộc tấn công nào đối với con máy bay vũ trụ kia, không biết bọn họ đang chờ cái gì. Nhưng mà, hiện tại tất cả mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát của tôi, có vẻ như là quá muộn để bọn họ có thể làm bất cứ điều gì. Con máy bay vũ trụ của nước Mỹ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ ở trên độ cao 1.200 km, Jack vẫn đang ở trong tháp quan sát, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Dù hắn đã nghĩ lâu như vậy, cũng nghĩ không ra. Hiện tại, tôi đang dùng camera trên bệ phóng tên lửa tinh hạm hướng về phía tháp quan sát để theo dõi ông ta, hình như ông ta cũng đang nhìn về phía bên này. Nhìn rất lâu, ông ta đúng là tự luyến, hoặc có lẽ là thật thích tên lửa, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cái tên lửa tinh hạm này thật lâu. Hắn tin vào vân vân, tiếp tục giám sát đi, đừng buông lỏng cảnh giác. Lâm Huyền gật gật đầu, từ trước đến nay nó chưa bao giờ mắc sai lầm. Trên tháp quan sát của Jack không có dây điện hay thiết bị điện tử nào, nên chúng ta không thể nghe được ông ta nói gì. Nhưng nói gì thì nói, ở một nơi không có dây điện, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, ông ta có thể làm gì chứ? Còn có thể làm cái gì đây? Mặt khía cạnh, mọi ngóc ngách đều bị vân vân mạnh mẽ phong kín. Bọn họ, nếu như Kevin Walker hoặc là Jack thật sự muốn đến cướp hạt thời gian và không gian, bọn họ sẽ làm thế nào để cướp? Một ngày mới, mặt trời mới, tòa tháp quan sát. Thời gian này, mặt trời dần lên cao. Nước Mỹ, Texas, Boca Chica, bãi phóng tên lửa Space tỉnh hạm. Ban đêm của Long Quốc, vừa đúng lúc là bình minh của nước Mỹ. Giá đỡ bằng thép nhô ra từ bốn phía, cố định chiếc tên lửa tầm trung cao khoảng 40 mét ở bên trong, chọc thẳng tới chân trời. Ghé vào tòa tháp quan sát, nhìn ra toàn bộ bãi phóng tên lửa tinh hạm, cơn gió vẫn thổi đến khiến ông ta khó khăn để mở mắt. Nhưng càng ở nơi cao càng lạnh lẽo. Cho dù đầu tóc của người giàu nhất thế giới này luôn rối bời, lôi thôi lếch thếch. Lúc này, Jack không rời mắt, nhìn chằm chằm vào bệ phóng tên lửa đang đứng vững vàng chính giữa bãi phóng tên lửa. Cơn gió xuân đầu tiên thổi lên tóc. Jack thổi rối bời. Ngài Jack cúi thẳng. Cộc 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 cộc. Âm thanh của giày cao gót dẫm lên thép dồn dập. Cô thư ký mặc bộ đồ chuyên nghiệp, chạy lên từ cầu thang thép bao quanh tòa tháp, thở hổn hển xuất hiện từ trong góc. Cô đẩy đẩy gọng kính đỏ, bất mãn nhìn Jack. Ngài Jack, vì lý do gì mà ngài luôn luôn không mang điện thoại tới đây ngắm cảnh? Mỗi lần có chuyện quan trọng đều không thể kịp thời liên hệ với ngài. Còn muốn để tôi mang giày cao gót chạy lên cao như vậy? Nếu ngài thực sự không muốn điện thoại di động làm phiền việc ngắm nhìn tên lửa của mình, tại sao lại không lắp một cái bộ đàm ở đây? Một cái trên tháp quan sát, một ở trong văn phòng làm việc của tôi, như vậy tôi cũng không cần phải đi xa và cao như vậy để tìm thấy ngài. Ha 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 ha. Jack nghe thư ký phàn nàn, cười to. Nghiêng đầu nhìn, lông mày khế run run, cô mang điện thoại không? Đương nhiên là tôi mang. Bây giờ có ai đi ra ngoài mà lại không cầm theo điện thoại? Jack vươn tay, cho tôi mượn. Hả? Thư ký bất ngờ, gọng kính đỏ lại trượt xuống mấy phần. Đưa điện thoại cho tôi. Jack lặp lại một lần. Cô thư ký đành phải đổi tập tài liệu ở tay phải sang tay trái, sau đó lấy chiếc điện thoại di động từ túi phải ra đưa cho. Jack cầm điện thoại, di động ở trong tay, cân nhắc. Sau đó lại độ mỉm cười xoay người, ghé vào lan can sắt, nhìn về bệ phóng tên lửa ở phía xa xa. Cô biết vì sao nơi này không có dây điện, không lắp đặt bất kỳ thiết bị điện tử nào, thậm chí ngay cả đèn điện cũng không được lắp đặt. Tôi cũng không bao giờ cầm điện thoại lên đây không. Bí thư đẩy đẩy gọng kính đỏ vừa bị trượt xuống, lắc đầu. Cô ấy đã sớm cảm thấy tòa tháp quan sát này có chút vô lý. Nhưng điều vô lý hơn nữa là, đương nhiên vẫn là sếp của cô, người giàu nhất thế giới luôn luôn quên theo cầm điện thoại, còn ngày nào cũng chạy tới tòa tháp quan sát mà đến chim còn không thèm này để nhìn tên lửa. Bởi vì tôi e ngại trí tuệ nhân tạo. Jack nhẹ nói, trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại mà nói chính là hộp ma thuật Pandora. Thứ này một khi mở ra, có thể sẽ tạo thành hậu quả không ai khống chế được.
Các bạn vừa nghe xong tập 75 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.